Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Ở đây không biết có các anh chị và các bạn nào đang cần tìm mua cho mình một chiếc Kia Sorento máy dầu không ạ? À? Hôm nay Tuyền về được một xe phải nói khá hot nha. Anh chị nào mình ưng thì nhanh tay liên hệ Tuyền để chốt sớm nè. Thì bên cạnh Tuyền đây là Kia Sorento phiên bản máy dầu Signature 6 ghế đời 2021 nha. Xe gia đình một chủ sử dụng từ đầu tới nay, mới đi có khoảng 25.000 thì phải, 25.000 km thôi các anh chị ha. Bên Tuyền đang bán em này với giá chỉ có 959 triệu thôi. Bữa giờ các anh chị nào mình thích xe này và đặc biệt là cái màu này nữa thì phải nhanh tay alo cho Tuyền ngay nhé. Rồi bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nhé. Xe được sở hữu nước sơn là màu xanh đá các anh chị, nước sơn còn khá đẹp ha. Em này phải nói là mới 98-99% luôn các anh chị, cực đẹp luôn. Anh chị nào mình đang săn cái màu này hoặc là màu phong thủy của mình là màu này thì chốt ngay đi các anh chị ơi, rất đẹp luôn á. Đó. Rồi, em này thì biển Sài Gòn luôn các anh chị nha, sẽ tiết kiệm cho các anh chị mình ở Sài Gòn khi sang tên 20 triệu tiền biển số nè, đi cận hơn phần nước sơn giúp tiền nha. Em này đã có cam 360 theo xe rồi nè các anh chị. Đây, nước sơn còn mới lắm. Đèn là full LED hết các anh chị ha, mặt ga lăng rất đẹp luôn. Phong dáng của nhà Kia phải nói rất đẹp các anh chị. Rồi mới nói cản còn rất khít luôn các anh chị ha, liền lạc nè, lớp độ gây gió còn khá sâu và mâm không một vết trầy xước các anh chị nhé. Đăng kiểm còn tới tháng 6 năm 2025, vô tư xài luôn các anh chị ha. Đã có dán phim cho mình rồi, tay nắm cửa thì có nút mở cửa một chạm, ốp cho mình chén cửa lên luôn cho mình bệ bước luôn các anh chị ha. Đây là một cái cam nằm trong bộ cam 360 nhá. Bên hông xe không một vết trầy xước dâm luôn á các anh chị. Đó, đèn phía sau nè, rất đẹp các anh chị ha, thiết kế phải nói cực đẹp luôn. Bản Signature 6 ghế nhá, đã có cam lùi, 4 mắt cảm biến lùi đầy đủ các anh chị. Tất cả xe bên Tuyền khi bán ra thì luôn cam kết với các anh chị, xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số, còn bao test hãng nữa nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Em này cốp của em này là cốp điện các anh chị ha, thì sẽ mở cốp cho các anh chị nhà mình xem nè. Các anh chị nào mình có dự định mình mua xe mới thì mình cân nhắc mình lấy chiếc này, tiết kiệm một khoản chi phí khá lớn các anh chị nha. Có xe đi ngay luôn, không cần phải chờ đợi lâu ha. Bệ tùy tai học để ly nè, từng hàng ghế thì đều có học gió làm mát cho mình, và hàng ghế thứ ba thì có thể điều chỉnh gió được luôn các anh chị. Ở đây hàng ghế thứ ba đã được gập xuống ha. Nhà mình không đi full người thì gập ghế như thế này để mình có thêm diện tích để đồ nha. Đây, mới ken các anh chị. Con đội tay quay nè. Đấy, dây kích bình, đồ nghề còn đầy đủ các anh chị ha. Tuyền nói mới 98-99% là các anh chị nhà mình biết được độ mới của em này như thế nào rồi đúng không ạ? Và em này đời cao còn hỗ trợ trả góp lên tới 70% luôn. Các anh chị nhà mình cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp như trả trước bao nhiêu, hàng tháng đóng bao nhiêu, hoặc là lãi suất như thế nào thì alo Tuyền nhé. Rồi mình tiến về phía trước mình kiểm tra phần nội thất các anh chị nha. Ghế da tông màu kem, chất da còn căng cứng các anh chị. Có một cái lối đi xuống hàng ghế thứ ba các anh chị ha, rất là tiện lợi, giống như là Seduna với lại Carnival vậy đó các anh chị. Sàn 5D trần nguyên bản, có cửa sổ trời toàn cảnh đấy. Rồi có nhớ ghế hai vị trí ghế lái chắc chắn là chỉnh điện rồi ha. Bên này có những cái phím bấm nè các anh chị, như là cân bằng điện tử nè, cảnh báo lệch làng nè, vô lăng cực đẹp luôn các anh chị ha, tích hợp những cái phím bấm trên này đó. Đàm thoại rảnh tay nè, rui control lẫy chuyển số trên vô lăng các anh chị ha. 28.717 km chuẩn các anh chị nhé. Táp lô, đây táp lô may da nha, có màn hình HUD hiển thị trên kính lái các anh chị ha. Anh chủ còn trải thảm nữa, bên dưới là không trầy xước ha. Màn hình ở đây là màn hình zin theo xe các anh chị, khá là to, khá là xịn sò nha. Gian lạnh hai vùng các anh chị, dưới này thì có sạc không dây này, những cổng sạc điện thoại, sạc điện thoại các anh chị ha. Có sấy sửa ghế hai hàng ghế trước nè các anh chị. Rồi ở đây rất nhiều option luôn các anh chị, như là phanh tay điện tử hỗ trợ độ đèo auto hold này là 360 nè, sấy sưởi vô lăng nữa các anh chị ha. Em này remote thì để tiền xem, em này remote thì 4 chế độ các anh chị, 4 chế độ ha. Rồi và ở đời này thì Sorento không còn là cần số tay như ngày trước nữa. Đấy, có sẽ có một cái nắm vặn điều khiển số các anh chị ha, cửa sổ trời nè. Cửa sổ trời toàn cảnh
đây, những cái siêu, những cái ni lông mà từ nhà máy vẫn còn chưa gỡ hết luôn nè các anh chị. Đẹp lắm, các anh chị nào thấy được video này thì nhanh tay liên hệ tiền để chốt cọc sớm nha. Dự kiến em này sẽ bán rất là nhanh luôn. Phải nói chưa có thời điểm nào mà giá xe ô tô tốt như thời điểm này luôn á các anh chị. Các anh chị nào mình có dự định mình mua xe trong năm nay á thì mình tranh thủ đi. Tranh thủ mình mua xe ngay tại thời điểm này luôn đi các anh chị ha. Có rất nhiều xe hot để cho các anh chị nhà mình lựa chọn luôn nha. Và giá rất tốt luôn. Cùng phân khúc với lại Sorento tiền còn thêm Santa Fe nữa các anh chị. Santa Fe thì tiền còn một chiếc máy xăng bản premium đời 2021 màu trắng cực đẹp luôn. Với giá cũng rất tốt, chưa tới một tỏi đâu các anh chị. Đó, rồi, ốc ác, keo chỉ nguyên zin, ốc máy nè. Đó, sơn phết đầy đủ, tem mát, vẫn còn. Bên tiền thì nó không có xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi, xe này đẹp quá rồi, như xe mới, không có gì phải kiểm tra nhiều hết các anh chị nhé. Tiên nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nhé. Kia Sorento phiên bản máy dầu Signature 6 ghế đời 2021 các anh chị. Một chủ sử dụng từ đầu tới nay mới đi có 28.000 km thôi. Bên tiền thì đang bán em này với giá là 959 triệu thôi. Giá đây tiền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mà đến xem xe trực tiếp. Các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay liên hệ tiền qua số điện thoại bên dưới nè. Còn ở tỉnh xa thì có thể là liên hệ tiền thì sẽ tư vấn cho các anh chị cái thủ tục là mua xe online và giao xe tận nhà của bên tiền ha. Có thể chốt giá chuyển khoản đặt cọc trước để giữ xe đi. Rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe. Tránh những cái trường hợp các anh chị ở xa lên mà không cọc trước thì bên tiền đã bán mất rồi. Lúc đó lại rất là tiếc các anh chị ha, mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị nè. Cứ liên hệ tiền đi thì sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn ha. 7 chỗ thì hiện tại bên tiền còn nhiều xe lắm. Còn Carnival đời 2021 nè, bản Signature 7 ghế các anh chị ha, 2022 và rất nhiều xe khác nữa. Nên các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ như thế nào, có thể ở lại bên kênh của tiền mình lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.